Ok, tiếp theo mình sẽ đến với bài đọc thứ hai nhá. Bài đọc thứ hai là một bài đục lỗ 5 câu, từ câu 15 đến câu 19. Thì bài này nói về việc là người ta đang bàn về cái việc là gì? À, robot có thể làm được những công việc nhàm chán ở xưởng đúng không? Nhưng mà tại sao nó thì nó có thể làm những công việc ở nhà hay không, đúng không nào? Thì như bình thường chị vẫn sẽ highlight lại những từ mới, những cấu trúc và những cách viết hay của tác giả thôi. Mình bắt đầu luôn nhá. Ok. Ngay từ khi mà chúng ta phát hiện ra là chúng ta có thể tạo ra một con robot thực sự thì loài người đã hy vọng vào một tương lai rằng là có một cái sự phát minh nào đấy có thể làm tất cả công việc ở trong nhà, đúng không? Nếu mà robot có thể đảm nhận được những công việc lặp đi lặp lại và nhàm chán ở xưởng hay là ở nhà máy thì tại sao những công việc như là việc nhà thì nó lại không đảm nhận được, đúng không? Rồi, ok, mình bắt đầu với câu 15, 16 nào. 15, 16 mình thấy bốn đáp án là gì? That, what, when và where. Thì suy ra ở đây thì cái kiến thức của nó sẽ là đại từ quan hệ, đúng không? Đại từ quan hệ. Được chưa? Ok, đại từ quan hệ thì ở đây chủ thể là gì đây? The invention of a machine, tức là một vật, đúng không? Vật thì thay thế cho vật sẽ là that hoặc là which, đúng không nào? Thì trong bộ đáp án này mình thấy đáp án A là hợp lý, that, đúng không? Tiếp theo mình đến với câu 16. Câu 16 chúng ta có bốn động từ là succeed, thành công, đúng không? Manage, xoay sở, làm việc, đúng không nào? Make hoặc là make là làm cái gì đấy, đúng không? Hoặc là tạo ra cái gì đấy. Give là đưa cho ai đấy, kiểu nôm na như thế, kiểu nôm na là như thế. Thì robot có thể xoay sở để đảm nhiệm được những công việc ở xưởng hay là ở nhà máy, đúng không nào? Đáp án sẽ là B, managed. Ok chưa? Tiếp theo mình đến với đoạn thứ hai nào. Suốt một thời gian gian dài thì con người thực sự cho rằng là cái việc mà tạo ra một cái phát minh mà nó amateur là gì, là khác, nó sẽ ngược lại nghĩa với từ chuyên nghiệp, đúng không, là nghiệp dư đó. Thì và họ đã nghĩ ra một họ họ đã bàn thấy một cái sự khó khăn là gì, họ đã nhận ra một sự khó khăn là gì, come up against, nhận ra một cái sự khó khăn nào đấy rồi để chống lại những việc mình muốn, đúng không? Là nhận ra là gì, cái khó khăn ở đây là gì, là việc nhà thì thật sự rất là complex, rất là như nào, rất là phức tạp, đúng không? Nó chưa bao giờ là một việc cả mà nó luôn luôn là rất là nhiều việc, đúng không? Một cái con robot ở nhà máy thì có thể làm một nhiệm vụ mà không ngừng nghỉ đến tận khi mà nó được lập trình lại để làm những việc khác. Ok, mình có câu 17 là gì đây? Bốn động từ, bốn cụm động từ, chị xin lỗi, bốn phrasal verb. Và sự khác nhau giữa bốn phrasal verb này là gì thì mình cũng đi phân tích nhá. Ok chưa? Từ đầu tiên, từ carry over. Carry over nghĩa là gì? Chị sẽ ghi xuống đây nhá. Carry over. Một phrasal verb. Nghĩa là gì đấy? Nghĩa là continue. To assist in difficulty. Tiếp theo, từ carry out. Carry out là gì? Chắc là bạn nào cũng biết đúng không? Từ carry out. Từ này quen thuộc rồi. Cũng là từ này quen thuộc rồi. Nghĩa là gì nhỉ? Do and complete a task, đúng không? Làm hay là hoàn thành một nhiệm vụ nào đấy. Rồi, tiếp theo mình đến với từ cuối cùng là từ carry on. Từ carry on nghĩa là gì nhỉ? Nó cũng là một phrasal verb này, mang nghĩa là win something, đúng không? Ví dụ như chị bảo là he carries most of the prize. Anh ta thắng đa số cũng như giải ở đây, đúng không? Đó, thì mình lại quay về với câu vị trí 17 thì mình sẽ có là gì? Một con robot ở trong nhà xưởng, ở trong nhà máy thì đảm nhiệm, đúng không? Đảm nhiệm một việc nào đấy, mình sẽ dùng cái phrasal verb là carry out, đúng không nào? Tiếp theo mình đến với câu it doesn't run the whole factory nhá. Nó không phải nó robotic, nó không được dùng để chạy, tức là để điều hành cả một cái nhà xưởng đó, đúng không nào? Một con robot làm việc nhà ấy, mặt khác thì lại làm rất là nhiều việc khác nhau, ví dụ như là giặt sổ này, hay là làm những cái việc việc khác, làm những cái việc khác và phải đối diện với những cái hình thù khác nhau, những cái vị trí phòng khác nhau và những cái thiết bị khác nhau này, những cái cách cái những cái đồ trang trí khác nhau này, thậm chí còn có cả mèo và chó nữa, đúng không? Thế thì mình sẽ có là gì?
mình sẽ có là gì? Face up with something sẽ bằng cope with something, đúng không nào? Thì đáp án của câu 18 sẽ là, đó đúng rồi, đáp án của câu 18 sẽ là with thôi. With nhá. With nhá. Tiếp theo mình có câu 19. Câu 19 ở đây là gì? Dạo này gần đây thì cũng có những cái sự phát triển, có sự phát triển, những sự tiến bộ vượt bậc. Đó. Sensor là cảm biến, vật cảm biến thì có thể giúp cho con robot này có thể định hình được đồ vật này hay là tránh những vật cản, đúng không? Và chúng ta sử dụng cái technology, sử dụng công nghệ để có thể tạo ra được những cái hardware, có thể tạo ra được những cái phần cứng và những cái phần mềm ấy, hay là những cái tất cả những cái chương trình mà sẽ được như nào, operate là sao, là lập trình, đúng không, là làm việc ở trên cái máy đó, đúng không nào? Thế thì mình sẽ có câu 19 liên từ ở đây sẽ là however thôi, tuy nhiên, đúng không nào? Bạn cái vế ở trước cái chỗ trống để mình điền câu 19 ấy thì nó như nào? Nó đang nói về cái sự khó khăn của con robot khi làm việc nhà, đúng không? Là nó phải đối mặt với cái gì đấy? Nó phải đối mặt với nhiều cái hình dạng khác nhau này, nhiều vị trí phòng khác nhau này, những cái thiết bị khác nhau, những cái vật dụng trang trí và thậm chí là cả chó mèo, đúng không? Thế nhưng câu 10, sau câu 19 thì người ta lại đưa ra cái giải pháp là gì? Là có một cái cảm biến, có những cảm biến mà có thể giúp cho robot có thể định hình được những đồ vật, đúng không? Và tránh những vật cản, được chưa nào? Thế thì câu 19 mình sẽ dùng lên từ là however để ngăn cách hai cái vế mà nó tương phản nhau. Ok chưa? 19A nhá. Chốt lại nào. 15A, 16B, 17B, 18B và 19A, đúng không nào?